Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem một cái trường hợp cấy implant ở vùng răng hàm thì nó sẽ diễn ra như thế nào. Vâng, các bạn đang xem cái phim toàn hàm panorama của bệnh nhân. Thì các bạn có thể thấy là bệnh nhân này là bệnh nhân đang chỉnh nha bên mình và bạn ấy có mất một cái răng hàm lớn, hàm dưới ở bên phải ở đây. Đó. Thì chúng tôi có chụp thêm một cái phim chụp cắt lớp CT con beam để đo đạc cái phần xương này để chọn implant cho nó phù hợp. Và đây là hình ảnh phim CT của bệnh nhân này. Thì tại cái vị trí mất răng này thì chúng ta sẽ tiến hành đo cái phần xương này. Thì cái chiều ngang của phần xương mất răng này thì là được 8,9 mm. Và cái chiều cao thì được khoảng tầm 17 mm. Chúng ta có thể thấy là cái phần xương này này nó có cái chiều ngang và chiều cao rất là thoải mái cho một cái implant có kích thước tối thiểu ở đây. Một cái implant phù hợp để ăn nhai trong cái vùng răng hàm này thì sẽ có cái kích thước tối thiểu là 4.0 × 10 mm. Hiện tại trên màn hình thì tôi đang tiến hành, tôi đặt giả định một cái implant có kích thước 4.5 × 10 vào đây. Thì chúng ta thấy là cái phần xương này này nó rất là thoải mái để cho cái implant này nó có thể nằm ở trong cái phần xương này. Và bây giờ thì tôi cùng mời các bạn tới phòng phẫu thuật để xem cái quá trình cấy implant nó diễn ra như thế nào. Cậu đã sẵn sàng để làm chưa? Sẵn sàng. Rồi. Thì trước khi làm thì tôi muốn hỏi cậu một câu thôi là mình có cảm thấy lo lắng, hồi hộp hay là có vấn đề gì không? À không, rất thoải mái. Sẵn sàng để làm đúng không? Tôi sẽ cố gắng làm nhanh và hết sức là nhẹ nhàng nhé, để cho mình có một cái trải nghiệm thật là tốt và đồng cảm. Tôi sát khuẩn một chút nhé. Muốn hơi khó chịu một chút thôi. Tôi sẽ lau lại một chút. Khó chịu thì giơ tay nhé, đừng sờ lên. Xong rồi xong rồi khuẩn. Nè, cậu hái cho xem này, hái miệng này. Hái ra, hái ra này. Nếu đau thì tôi trái cơ nhé. Đây thì chúng ta có thể nhìn thấy cái vị trí mất răng của bệnh nhân này là cái vị trí răng số 6 hàm dưới bên phải. Và những cái răng khác ấy, thì bạn có những cái mắc cài, bạn đang chỉnh nha. Khi quá trình chỉnh nha này gần kết thúc, tức là những vị trí của những cái răng bên cạnh này nó chuẩn bị bước vào cái giai đoạn cái vị trí nó ổn định, thì chúng tôi sẽ tiến hành cắm implant đây cho bệnh nhân. Đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành rạch vạt để bộc lộ cái phần xương ra này.
đây là vị trí cái răng mất sau khi chúng ta đã trồng implant và đặt cái trụ lành thương ở phía trên. Đồng thời thì tôi đã trượt cái vạt lợi sừng hóa ra phía ngoài để gia tăng cái lợi sừng hóa cái mặt ngoài cho bệnh nhân. Là quá trình phẫu thuật đến đây là kết thúc. Bây giờ thì chúng ta sẽ chụp lại một cái phim toàn hàm cho bệnh nhân để kiểm tra. Sau khi phẫu thuật đặt implant xong thì chúng tôi đã tiến hành chụp lại một phim pano toàn hàm cho bệnh nhân. Trên phim pano toàn hàm thì chúng ta có thể thấy là tại cái vị trí mất răng đây thì chúng ta đã đặt được cái chân răng ở đây, nó có cái vị trí và cái độ ổn định rất là tốt ở đây rồi. Thì bây giờ về mình sẽ vệ sinh, thì mình sẽ đánh chải răng thật là nhẹ nhàng nhé, và không, mình không chải vào cái vị trí này. Ăn uống thì mình sẽ ăn cái đồ mềm trong khoảng tầm một tuần đầu tiên, và tạm thời mình sẽ ăn ở cái bên kia nhé. Bên phẫu thuật này thì mình sẽ không ăn vào, và mình có cái lịch hẹn cắt chỉ sau 2 tuần, và mình sẽ làm cái răng sau cùng trên cái implant này sau 3 tháng.